Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập đã được triệu tập tại Bahrain để giải quyết xung đột ở Gaza và hội nhập khu vực. Sự kiện này khiến Israel lo ngại bị cô lập trong bối cảnh các liên minh đang thay đổi và những thách thức ngoại giao mới nổi. Hội nghị kết thúc hôm 16 tháng 5 với tuyên bố kêu gọi lực lượng Israel rút ngay lập tức khỏi tất cả các khu vực ở dải Gaza và chấm dứt cuộc bao vây vùng đất này. Tuyên bố tiếp tục bày tỏ lập trường vững chắc của các quốc gia Ả Rập về một giải pháp hòa bình công bằng và toàn diện cho vấn đề Palestine, cũng như sự ủng hộ của họ đối với một hội nghị hòa bình quốc tế về cuộc xung đột Israel-Palestine. Tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy tiến trình hòa bình, hướng tới đạt được nền hòa bình công bằng dựa trên giải pháp hai nhà nước.